Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Không để Tổng Trọng được yên, Tô Lâm mở rộng điều tra dự án đầu tư của Vạn Thịnh Phát. Vào đầu năm 2024, mới ngày 2 tháng 1, Bộ Công an đã tiến hành khởi tố bắt giam với ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng với tội danh nhận hối lộ, quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tờ báo Tuổi Trẻ vào ngày 2 tháng 1 năm 2024 đưa tin với tiêu đề Bộ Công an khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Bản tin cho biết ông Trần Văn Hiệp bị bắt vì những sai phạm trong một dự án đất đai trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có liên quan đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đó là dự án khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh của công ty cổ phần đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh. Và các quan chức của đảng thường như vậy, họ nhận tiền hối lộ để nhắm mắt làm ngơ. Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp. Ngoài ông Trần Văn Hiệp, vào tháng 3 năm 2023, Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Ánh, Chánh Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, cùng với cáo buộc nhận hối lộ trong cùng vụ án. Tiếp đó, đến tháng 8 năm 2023, bà Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ 1 thuộc Văn phòng Chính phủ, cũng bị cơ quan Công an khởi tố bắt giam để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn liên quan đến nhận hối lộ cũng tại dự án này. Đây là dự án khu đô thị thương mại nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại Lâm Đồng, có tổng diện tích sử dụng đất lên tới 3.595 ha. Do Nguyễn Cao Chí là người đại diện pháp luật với tổng nguồn đầu tư lên tới 25.000 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 15 tháng 1 năm 2023, Bộ Công an đã khởi tố bắt giam ông Nguyễn Cao Chí vì có quan hệ làm ăn với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bên cạnh đó, có những đồn đoán cho rằng ông Nguyễn Cao Chí bị bắt có những biểu hiện định chiếm đoạt dự án này của bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đây được cho là một dự án lớn, được triển khai thực hiện từ năm 2010, theo kế hoạch dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng vào năm 2018. Nhưng cho đến nay, đã 13 năm trôi qua, sau khi gửi công thì dự án vẫn chỉ là một vùng đất hoang, cỏ dại mọc cao lút đầu người. Trước đó, vào tháng 6 năm 2020, chủ đầu tư dự án này đã từng bị cáo buộc vì để rừng bị phá và lấn chiếm hơn 368 hecta nữa. Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chấm dứt hoạt động, thu hồi dự án này. Tuy nhiên, vào tháng 6 năm 2021, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh ký quyết định mới rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động và thu hồi đất đối với dự án. Liên quan đến ông Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh, vào ngày 4 tháng 3 năm 2023, đồng loạt truyền thông nhà nước đưa tin ông Trần Văn Minh bị đột quỵ và tử vong. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và Chánh án Tòa Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình là hai nhân vật rất quyền lực lúc này. Trong bài viết "Có phải Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ chết vì đột quỵ hay không?" của tác giả Phạm Vũ Hiệp đăng trên báo Tiếng Dân vào ngày 5 tháng 3, có một số chi tiết đáng quan tâm như sau. Vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 4 tháng 3 năm 2023, nhận được tin báo từ gia đình, bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã cho xe đến nhà, đưa ông Trần Văn Minh trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở vào viện. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa cho ông Minh trong 3 giờ, nhưng không thành công. Hồ sơ bệnh án tại bệnh viện ghi rõ rằng ngưng tim, ngưng thở trước khi vào viện. Thứ hai, thông tin dò thỉ cho biết ông Trần Văn Minh đã nhận được hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức tại các tỉnh, thành phố đang bị thanh tra vào thời điểm kể trên. Vụ việc đang bị cơ quan nội chính của đảng rà soát kỹ càng, nên ông Minh bị đồng bọn dồn đến chân đường. Trước đó, chiều ngày 20 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cũng đã nhảy lầu và tử vong tại chỗ. Cái chết của ông Hùng cũng được cho là bị các đồng chí của ông bức tử vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Tác giả còn tiết lộ ông Trần Văn Minh cùng với ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, có mối quan hệ với cựu chủ tịch ông Nguyễn Xuân Phúc. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, già nua của Việt Nam, mặc dù đã ngồi đến 3 nhiệm kỳ nhưng chưa biết ông có về thời gian tới hay không. Công luận cho rằng những năm gần đây, khi các quan chức cấp cao của đảng và nhà nước tham nhũng có nguy cơ bị bắt,
thì họ đã lựa chọn cái chết. Vừa để giữ thanh danh, vừa giữ tài sản cho vợ con. Bởi một khi bị thanh trừng liên quan đến các vụ bê bối về tham nhũng, họ có nguy cơ phải đối diện với án tù rất nhiều năm, lại còn mất sạch của cải. Nếu họ chết đi thì sẽ đình chỉ điều tra, sẽ giữ được khối tài sản khổng lồ để lại cho vợ con ăn tới 5-7 đời không hết. Cũng phải xin nhắc lại là vào năm 2016, tờ báo Người Cao Tuổi đã có bài viết phản ánh về những sai phạm của ông Trần Văn Hiệp, đã từng nhận 5 hectare đất là quà biếu của một doanh nghiệp. Thế nhưng không hiểu sao ông Hiệp vẫn trúng chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng. Đến tháng 11 năm 2020, ông Trần Văn Hiệp lên giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin Không để Tổng Trọng được yên, Tô Lâm mở rộng điều tra dự án đầu tư của Vạn Thịnh Phát. Quý vị và các bạn đã chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Xóa bỏ độc quyền, vàng miếng, Thủ tướng chính đập bể nồi cơm của Tổng Trọng. Nghị định số 24/2012 là nghị định 24 quy định nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Dư luận xã hội và giới chuyên môn cho rằng Nghị định 24 đã tạo ra một cơ chế rất bất công, một hình thức móc tiền của dân thông qua các chính sách bất hợp lý, mang tính độc quyền. Cụ thể, vàng miếng SJC do nhà nước độc quyền kinh doanh, sản xuất luôn có giá đắt hơn giá vàng thế giới gần 20 triệu đồng mỗi lượng, chênh lệch giữa giá bán và mua lên tới 3-4 triệu đồng mỗi lượng. Ngân hàng nhà nước sẽ xóa sổ chính sách độc quyền vàng miếng. Ngoài ra, chính sách này còn tạo điều kiện cho việc buôn lậu vàng từ nước ngoài vào thẳng Việt Nam. Cứ mỗi lượng vàng buôn lậu được dập theo khuôn mẫu của SJC, vàng miếng 99,99 và đem vào Việt Nam tiêu thụ, thì giới buôn lậu được hưởng lợi ngay lập tức khoảng 15-16 triệu đồng mỗi lượng. Tờ báo Lao động vào ngày 29 tháng 12 năm 2023 đưa tin với tiêu đề Ngân hàng nhà nước sẽ xóa sổ chính sách độc quyền vàng miếng. Bản tin cho biết, theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 1 năm 2024, một số cơ chế và cơ quan quản lý thị trường vàng miếng sẽ được sửa đổi, bổ sung thêm. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước sẽ trình báo tổng kết Nghị định số 24, trong đó có đề xuất sửa đổi, bổ sung một số cơ chế quản lý thị trường vàng để phù hợp với bối cảnh chung của thị trường thế giới. Đáng chú ý, ông Đào Xuân Tuấn, Vụ trưởng Vụ Quản lý Ngoại hối, Ngân hàng Nhà nước cho biết, từ khi Nghị định 24 được ban hành, công ty SJC không được sản xuất vàng miếng, Ngân hàng Nhà nước chỉ thuê công ty SJC gia công vàng miếng khi có nhu cầu, và hoạt động này được thực hiện dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước. Tuyên bố này của ông Đào Xuân Tuấn sẽ cho thấy có một sự hiểu sai lâu nay của công luận nghĩ rằng, kể từ sau năm 2012, Nghị định 24 quy định công ty SJC được chọn độc quyền kinh doanh vàng miếng. Trong khi thực chất, việc sản xuất và kinh doanh vàng miếng hoàn toàn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam độc quyền sản xuất và quản lý. Nhãn hiệu SJC do nhà nước độc quyền được chọn làm thương hiệu vàng miếng quốc gia và là một thương hiệu duy nhất hoạt động trên thị trường. Như vậy, tuyên bố mới đây của Ngân hàng Nhà nước phải chăng là tín hiệu cho thấy chính phủ của ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính đang có chủ trương xóa sổ tệ nạn độc quyền trong quản lý và kinh doanh vàng miếng SJC. Nếu biết rằng Nghị định số 24 của Chính phủ ra đời vào tháng 4 năm 2012 nhằm tránh việc vàng hóa kinh doanh thương mại, đồng thời kiểm soát việc kinh doanh trên thị trường vàng. Kể từ đó tới nay, vàng miếng trong nước luôn cao hơn giá vàng miếng của thế giới, dao động từ 5 đến 15 triệu đồng mỗi lượng. Đặc biệt, những ngày cuối năm 2023 vừa qua, giá vàng trong nước còn cao hơn gần 20 triệu đồng mỗi lượng so với giá vàng quốc tế. Bằng chính sách độc quyền hơn 11 năm qua, Ngân hàng Nhà nước đã kiếm biết bao nhiêu lợi nhuận từ tiền chênh lệch này, không ai biết con số cụ thể, song rõ ràng toàn bộ mảng độc quyền kinh doanh vàng đã trở thành miếng mồi béo bở cho các nhóm lợi ích trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì nhau kiếm trác. Hình ảnh một cửa hàng kinh doanh vàng tại Việt Nam. Nhà báo Ngô Hữu Nguyệt đã viết trên trang Facebook cá nhân một status
với tựa đề Nhóm lợi ích vàng miếng. Tác giả đánh giá rằng không đâu như ở nước mình, người dân bị xẻ thịt từ chứng khoán, từ bảo hiểm ngân hàng cho đến giá vàng. Cũng không đâu như ở nước mình, giá vàng mua đi bán lại lập tức lỗ ngay mấy triệu. Cũng lạ lùng hơn, công ty SJC được chọn độc quyền kinh doanh vàng miếng một cách phi đại lý lại càng làm phi lý hơn một ổ nhóm lợi ích sừng sững mang tên SJC thao túng từ vàng cho đến chất lượng vàng mà không thấy ai chỉ mặt điểm tên. Đời thuở nào giá vàng trong nước lại chênh lệch đến mười mấy triệu so với quốc tế đến như thế. Chưa hết, đánh giá về hệ lụy xấu đối với nền kinh tế, về nguy cơ tạo ra sự bất ổn méo mó thị trường vàng và gây thiệt hại lớn cho khách hàng trong thời gian dài. Nhà báo Nguyệt Hữu còn cho rằng, càng tận cùng của vô lý khi mua vàng không được kiểm tra chất lượng, phải giữ nguyên miếng vỏ bọc ni lông nếu không muốn bị giảm giá khi bán ra. SJC đã tự tung tự tác bao nhiêu năm nay rõ ràng, nếu không có sự đỡ đầu chia chác từ các đại quan, tuyệt đối không bao giờ có chuyện nhắm mắt cho qua, để mà SJC lộng quyền đến như vậy. Mười mấy năm nay, túi tham của họ vẫn chưa đầy. Hậu quả của chính sách độc quyền vàng miếng theo Nghị định số 24 cho thấy người dân bị thiệt hại đủ đường. Đó là việc luôn phải mua vàng giá cao nhất thế giới. Thị trường vàng bị độc quyền, không có sự cạnh tranh, dẫn tới thị trường vàng ở Việt Nam luôn luôn không minh bạch. Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến khu vực kinh tế của tư nhân. Lâu nay, nhiều lãnh đạo của Việt Nam vẫn cho rằng tiền vàng trong dân còn nhiều lắm. Điều này thể hiện sự thèm khát, kiểm soát toàn bộ số vàng đang có trong dân. Ông Tổng Bí thư già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Nếu biết rằng Nghị định số 24 ra đời từ tháng 4 năm 2012, chỉ hơn một năm sau khi ông Nguyễn Phú Trọng trở thành Tổng Bí thư nhiệm kỳ đầu tiên vào năm 2011. Như vậy, nếu Thủ tướng Phạm Minh Chính muốn xóa sổ tệ nạn này, cũng có nghĩa là phải chăng Thủ tướng Chính đang tìm cách đập bể nồi cơm của Tổng Trọng và nhóm lợi ích của ông Tổng Bí thư. Tóm lại, việc độc quyền kinh doanh vàng hay độc quyền về chính trị đều không tốt. Đã đến lúc chính quyền cần làm rõ chuyện độc quyền kinh doanh sản xuất vàng miếng SJC, các quan chức lợi ích nhóm sử dụng chính sách này để mà trục lợi, cần phải xử lý nghiêm minh. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin ngày hôm nay, xóa bỏ độc quyền vàng miếng, Thủ tướng Chính đập bể nồi cơm của Tổng Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.